Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ quay một cái video về chiếc xe Spark đời 2009. Đấy. Thì chiếc xe này thực ra cũng có rất nhiều người hỏi nhưng mà mình cũng chưa kịp quay video. Thì xe về cũng khá lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay video lên để cho quý vị và các bạn xem chi tiết về chiếc xe. Thì trước mặt quý vị và các bạn đây là một chiếc xe Chevrolet Spark đời 2009, biển 22, gốc Hà Nội. Đấy. Xe sơn si của nó thì nói chung đối với dòng xe này thì sơn si của nó thì cũng không thể như xe mới được. Đấy. 70-80%. Bốn lốp thì còn nguyên như mới. Đấy. Đời 2009. Hiện tại bên mình đang giao bán chiếc xe này với giá là 95 triệu đồng, bao rút hồ sơ, không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn ở xa có nhu cầu mua dòng xe này thì hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0127 666 2386. Đấy. Hiện tại thì chiếc xe vẫn đang nổ. Đấy, nhưng mà quý vị và các bạn nghe thấy tiếng máy của nó nổ rất là thì thầm. Đăng kiểm của nó thì còn đến tháng 7 năm 2019. Đấy. Một chiếc xe Spark đời 2009, giá 95 triệu, bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Quý vị và các bạn có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho mình hoặc đăng ký và like kênh cho mình để nhận được nhiều thông tin cũng như nhiều mẫu xe. Thì đây là phần nội thất bên trong, ghế được bọc da, nói chung thì da của nó cũng không được đẹp cho lắm, cũng đã có nhiều chỗ, một vài chỗ rách rồi là nó còn bẩn, em chưa vệ sinh, chưa lội gì cả. Trần lý của nó nguyên bản theo xe này. Xe 5 chỗ quý vị và các bạn nhé. Bên mình cam kết thì xe không đâm đụng, không ngập nước nặng. Đấy, còn đâu va quẹt thì nói chung là không thể tránh được. Đấy. Đối với những dòng xe cũ thì mình không thể cam kết là xe có va quẹt hay không va quẹt. Đấy. Mà chắc chắn một điều là nó sẽ phải va quẹt. Mình bán hàng mình cứ nói thật. Đấy. Xe nó cũng qua taxi. Đối với dòng này thì chúng ta có thể thấy được đó là chủ yếu là dòng taxi ra. 1.000 con thì may ra được 5 con là không taxi, không dịch vụ. Nhưng đối với lại một chiếc xe tầm tầm tiền 100 triệu thì là một chiếc xe mà qua taxi thì nó chỉ giá là 100 triệu, mà chiếc xe không qua taxi nó sẽ bị đôn lên. Nhưng mà đôn lên được khoảng 20-30 triệu, nhưng mà chất xe của nó thì chưa chắc đã bằng nhau. Một chiếc xe cũ Spark đấy, đời 2009, chỉ cần máy móc ok, gầm bệ chắc là có thể yên tâm để sử dụng. Với tầm tiền như thế là quá là hợp lý. Điều hòa rất mát, gọi là một chiếc xe tránh mưa tránh nắng. Điều hòa mát lạnh luôn các bạn nhé. Xe cũng được là gương kính chỉnh điện. Đăng kiểm của nó thì còn dài. Thì hiện tại bên mình đang giao bán chiếc xe này với giá là 95 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin về chiếc xe. Đối với dòng này thì nó là dòng 3 máy. Đấy, xăng của nó thì ăn như người thôi. Chắc tầm 5 lít rưỡi trên 100 cây. Bây giờ mình sẽ mở phần khoang máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Mình sẽ quay chi tiết khoang máy. Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe. Đấy. Máy nổ rất thì thầm luôn. Một con Spark 3 máy mà máy nổ rất là ok. Máy móc thì khô ráo, chưa có gì là dò dầu hay là đúng dầu. Hiện tại bên mình đang giao bán chiếc xe này với giá là 95 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại
0127666386 hoặc có thể đăng ký và like kênh trực tiếp cho mình để nhận được nhiều thông tin. Cũng như nhiều mẫu xe mới về của cửa hàng. Đây là chiếc máy vẫn đang nổ. Thì vừa rồi mình cũng đã quay qua chiếc Chevrolet Spark đời 2009, hiện tại bên mình đang giao bán là 95 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho mình để nhận được nhiều mẫu xe cũng như nhiều thông tin về chiếc xe của mình. Đấy. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm tới Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng trong suốt thời gian qua. Và rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng trong thời gian tới. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.